Ukraine đã nhận trách nhiệm vụ tấn công bằng trân tại thủ đô Moscow của Nga vào sáng sớm ngày 24 tháng 7, theo như nhiều hãng tin dẫn lời giới chức nước này. Một trong hai chiếc máy bay không người lái liên quan tới vụ việc đã rơi xuống khu vực gần trụ sở Bộ Quốc phòng Nga. Các vụ tấn công xảy ra một ngày sau khi Kiev tuyên bố đáp trả các vụ tấn công của Nga tại thành phố Odessa. Hãng tin AFP dẫn lời một quan chức quốc phòng Ukraine Vụ tấn công bằng máy bay không người lái tại Moscow là chiến dịch đặc biệt của lực lượng tình báo quân đội Ukraine. Còn CNN trích lời Phó Thủ tướng Ukraine Mikhail Fedorov rằng nước này sẽ tiến hành thêm nhiều vụ tấn công trong thời gian tới. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng của nước này đã sử dụng thiết bị vô tuyến điện tử để vô hiệu hóa máy bay không người lái, qua đó ngăn chặn nỗ lực tấn công khủng bố của Ukraine theo thị trưởng Moscow, vụ tấn công là một lời nhắc nhở về tầm bay của drone Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố yêu cầu các tổ chức quốc tế lên án vụ tấn công của Ukraine, cho rằng đây là một hình thức khủng bố đe dọa dân thường, không có ý nghĩa quân sự. Cơ quan này cũng cho rằng động thái của Kiev chịu ảnh hưởng từ phương Tây và cho biết Nga sẽ có biện pháp đáp trả cứng rắn. Cũng trong hôm qua, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine triển khai 17 máy bay không người lái tấn công Crimea, bán đảo mà Nga tuyên bố sáp nhập vào năm 2014. Dù không có thương vong, nhưng vụ việc khiến một kho đạn dược và một tòa nhà dân sự bị hư hại. Hi. Mỹ trong ngày 24 tháng 7 tái khẳng định lập trường không ủng hộ Ukraine tiến hành tấn công lãnh thổ Nga. Chúng tôi từng nói rõ rằng chúng tôi không ủng hộ tấn công bên trong nước Nga, nhưng chúng tôi cũng từng nói rõ rằng bán đảo Crimea thuộc về Ukraine. Nga là bên bắt đầu cuộc xung đột và họ có thể chấm dứt nó ngay hôm nay. Phía Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ an ninh Ukraine. Theo giới chức Ukraine, vụ tấn công nhằm vào Odessa trong những ngày qua đã khiến ít nhất một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, đồng thời phá hủy một số công trình lịch sử và kho ngũ cốc.